trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Phí Tàng Dư, xem ngươi còn chạy đâu. Mặc bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Thôi các vị huynh đệ, hạ tức lại bán mạng cho triều đình như vậy. Cái đầu của ta các người không lấy nổi đâu. Chỉ bằng đường ngay nấy đi. Sắp chết đến nơi còn công cụ như vậy, vậy ta không khách sáo đâu. Nè, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Hận gì không giải quyết được, có thể ngồi xuống từ từ bàn mà. Tiểu cô nương ở đâu ra vậy? Có phải là người tình của tiểu tử này không? Ta không quen hắn. Vậy ngươi còn lo chuyện báo đồng này nữa? Vậy mà gọi là chuyện báo đồng hả? Các người đấu như vậy sẽ tổn thương đến tính mạng. Vậy ngươi đau lòng cho ta hay đau lòng cho hắn? Mọi người đều như nhau, nếu là cha mẹ sinh ra sát hại tổn thương sẽ gieo đại ác nhân đó. Tiểu cô nương này mặt mày thanh tú, sao đó lại có vấn đề vậy hả? Cô nương, ở đây không có gì của cô, mau tránh ra. Các vị huynh đệ, ta khuyên các người tốt hơn đừng ép ta. Chúng ta đường ngay nấy đi tốt hơn. Đứng lại, muốn đi để lại cái đầu đã. Chúng là ngu hết sức. Để lại đầu, ta còn đi thế nào được? Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tiểu mùi mũi, mau tránh ra, cô không muốn sống à? Tiểu cô đường này dưới ta dưới chân, ta giết người chơi xong. Ta nói rồi các người đừng ép ta, không cút đi. Mau chạy mau. Hắn chết rồi, người đã giết hắn. Đúng vậy, nếu ta không giết hắn, cô còn nói chuyện với ta được sao? Tại sao? Tại sao à? Hắn muốn giết cô là ta đã cứu cô. Ta và hắn không thù không quán, sao hắn lại muốn giết ta? Đúng là cô nương ngốc. Được rồi, mau lên đường đi. Con người ngươi nhẫn tâm quá à. Lúc nãy hắn vẫn còn sống sờ sờ, bây giờ chớp mắt đã chết rồi. Ta không có thời gian lôi thôi với cô. Cô nương, cô muốn làm gì? Người chết rồi, không thể để hắn vơi thay ngoài đường được. Cô nương, cô không phải là một Nico chứ? Mẹ nuôi ta là Nico. Ta từ nhỏ lớn lên ở Amico. Trước đây ta chưa từng nhìn thấy một người đang sống bị giết chết. A-di-đà-phật. Hèn gì. Vậy cha mẹ cô đâu? Ta không biết. Lúc ta mới mấy tháng tuổi, họ để ta ở trước cửa Amico rồi. Ta chưa bao giờ được gặp qua họ. Người đã giết người, còn không mau cùng ta sám hối. Hả? Cô nương, cô từ đâu đến? Làng Tương Hồ Nam. Đường xa như vậy, chỉ có mình cô à? Mẹ nuôi ta nhờ một cư sĩ kinh thương dẫn ta đến bờ sông Kim Sa. Người đến nơi này để buôn bán thuốc. Cô không sợ nửa đường gặp người xấu à? Ta không có làm việc gì xấu, ta sợ gì? Vậy bây giờ cô đi đâu?
đi núi Kê Túc. Đi núi Kê Túc để làm gì? Tìm Hòa Thượng Hư Dân. Hòa Thượng Hư Dân? Chính là Hòa Thượng Hư Dân theo Từ Hy đi miền Tây đó sao? Quỳnh biết ông ấy hả? Ờ, biết. Hey, cô nương. Vậy ta đưa cô đi tìm Hòa Thượng Hư Dân thế nào? Được. Nhưng Quỳnh không được giết hại người nữa. Được, ta hứa với cô. Nhưng mà sao cô không hỏi ta là người tốt hay là người xấu vậy? Phật nói tốt xấu chỉ trong một ý nghĩ. Trên đời không có người tốt và người xấu tuyệt đối. Ý nghĩ bây giờ của Quỳnh là người tốt. Đúng là cô nương ngốc đáng yêu. Đừng có lề mề nữa, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hey, mang bó củ qua đây, nhanh, nhanh lên, mang qua đây. Hả? Nè, 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 khúc cổ này còn ướt mà. Sao đổ ngươi ngu quá vậy hả? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hey, nè, 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 ngươi có thể qua đây giúp ta một tay được không nè? Nè. Trời ơi, xem bộ dạng của ngươi kìa. Sớm muộn gì ngươi cũng giết chết ta thôi à. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cha, cha, có thể đợi thêm một ngày nữa được không vậy? Hả, cha? Còn đợi cái gì nữa chứ? Đứa trẻ nó đứt hơi rồi. Nhanh lên đi. Có thể còn cứu được mà. Nhanh lên. Ngày mai con sẽ tiếp tìm một lăng trung nữa. Xem sao được không? Hả? Đồ ngu. Đứa trẻ đã tắt hơi rồi. Còn xem cái gì nữa chứ? Nhân lúc dương khí chưa tận, nhanh chóng đốt nó đi. Mời Hòa Thượng tới tụng kinh, tiêu trừ nghiệp chướng cho nó. Siêu độ còn kịp lên trời. Hả? Ê, mau làm việc. Mau làm việc đi. Cha. Ê, ta nói cho người biết nha. Tối hôm qua ta nằm mơ thấy một giấc mơ đó. Thấy mẹ nhà ngươi á, trên thiên đường sống ngày tháng sung sướng, khiến người ta ngưỡng mộ á. Hả? Ngươi và ta chưa có phúc phận nữa đâu. Mau đi làm việc đi, nhanh lên. Ê, ê, sư phụ, thầy xem họ đó làm gì kìa. Nhanh lên, nhanh lên, lên. Nhanh lên đi. A-di-đà Phật. Ai à, đại sư, không biết đại sư Giá Lâm á, thật là có tội. À, đứng dậy, đứng dậy. Nào đứng dậy đi, đứng dậy. Ê, các người xếp cái sàn này làm gì vậy? Đốt người đó. Hả? Đốt người hả? Đứa trẻ lớn cả như ngươi vậy. Ê, thằng què, kêu ngươi không được nói bậy mà. Ê, đại sư, là cháu nội của ta, là con trai của thằng què. Dương thọ nó đã tận rồi. Cái gì dương thọ đã tận? Nó còn chưa tắt thở mà. Chưa tắt thở, sao có thể quả tang? Có phải bị bệnh không? Là một loại bệnh đang phổ biến hiện nay, rất nhiều người chết rồi. Hòa Thượng trên núi Kê Túc nói là nghiệp chướng, phải tụng kinh trừ nghiệp. Nhưng tụng tới tụng lui, ta thấy không tụng được ai khỏe lại. Ấy da, thằng què, đừng có nói bậy mà. Ờ, bần tăng biết đôi chút y thuật, có thể dẫn ta đi xem bệnh đứa trẻ được không? Thật không? À, đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng tôi đã mời qua đại pháp sư, chúng tôi đã làm đúng theo căn dặn của ngài đó. Đại pháp sư? Đại pháp sư nào vậy? Ờ, ngài không phải từ núi Kê Túc đến sao? Lão nạp từ Trường An đến, đi qua nơi này là dự tính đến núi Kê Túc hành hương. Vậy ngươi muốn đến chỗ nào quá duyên đây? Vậy thì đến quá duyên đi, chúng tôi đang bận lắm. Mau làm việc đi, nhanh đi, nhanh lên. Còn đứa trẻ à, chúng tôi đã có chủ trương của mình rồi, không cần Hòa Thượng nơi khác bận tâm đâu. Nè, xem đi, qua khỏi ngọn núi này á là đến huyện thành Tân Xuyên rồi. Ngươi đến đó quá duyên đi. Cha, làm việc đi, cha, nhanh lên. Cha, cuối cùng đến núi Kê Túc rồi. Sư phụ, con muốn tới đó ăn 8 chén cơm, ngủ 3 ngày 3 đêm. Cái gì? Ngươi nghĩ thật là đẹp ha. Ngươi không bị đánh khỏi thành Tân Xuyên á, xem như là phúc phần của ngươi rồi đó. Ngươi, ngươi đúng là không biết lòng người tốt. Ê, sư phụ à, chúng ta đi đi. Đại sư. Ê dạ, thằng què nè, đừng có gây phiền phức nữa. Mau làm việc đi, làm việc. Mau làm việc đi. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Nguyện thành Tân Xuyên. Sư phụ, thầy xem. Mở cửa đi. Có người không? Có người không? À, đây 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 đây. A Di Đà Phật. À, các người đến đây làm gì vậy? Chúng tôi từ xa đến đây,
muốn ở đây qua một đêm. Ngày mai đi núi Kề Túc để hành hương, xin thí chủ tạo thuận lợi cho. À, hòa thượng nơi khác đến à. Nè 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 nè, xem cái này đi. Hả? Xem đi. Đây là ý gì? Ý gì ngươi còn chưa hiểu hả? Tiệm này không thu nhận tăng nhân và ăn mày nơi khác đến. Các người đi nơi khác đi. Thôi, nè, nè. Lý nào là vậy chứ? Sư phụ, thầy là tăng nhân, con là ăn mày, thế nào cũng không chịu thu nhận chúng ta đâu. Tất cả tùy duyên đi. Chúng ta đi nơi khác xem sao. Đi thôi. Đây, rượu ngon đây, ghé vô xem nghe. À, mua rổ đi cô nương ơi. Ê, cô đi. Sư phụ, lại có một quán trọ kìa. Sao nhìn thấy chúng ta giống như nhìn thấy ma vậy? Chúng tôi có thể ở đây không? Ta thấy các người đừng phí tâm sức nữa. Đi tiếp 20 dặm đường đến chùa trên núi Kê Túc đi. Ta thấy các người một già một trẻ cũng rất tội nghiệp. Nhưng những hòa thượng ở trên núi Kê Túc ta không dám trêu chọc đâu. Nếu để họ biết được, quán nhỏ này đừng hòng mở cửa nữa. Các người mau đi đi. Chỗ chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi. Các người đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi nữa. Sư phụ, phen này thê thảm rồi. Đi hết mấy tháng đường đến núi Kê Túc này làm gì? Tội nghiệp con niệm hết 10 vạn 8 ngàn câu Phật hiệu cũng không được gì. Sư phụ à, hay là chúng ta quay về đi. Nè, mấy ngàn dặm đường cũng đã đi rồi, còn sợ gì 20 dặm đường này nữa. Đi, chúng ta đến núi Kê Túc nghỉ chân. Hey, sư phụ à, con sắp đói chết rồi, làm sao cũng phải ăn bữa no mới đi được chứ. Được rồi, đi tìm một quán cơm lấp đầy cái bụng nhỏ của người trước vậy. Ăn đi. Phật gia, thức ăn của ngài tới rồi. Thức ăn cái gì gọi kêu lên hết rồi, có cần gì nữa không? Tâm sư huynh, người thấy sao? Thức ăn nữa hả? Không cần nữa. Rượu thêm nữa cơ. Ê muội, ăn đi chứ. Sư huynh à, đừng có lo chuyện bao đồng. Tứ sư đệ, người này hắn sao vậy? Thiếu đòn đó, vừa nhìn là biết người tỉnh khác đến rồi, không biết quy tắc. Sư phụ à, thầy xem kìa. Ý, Phật gia tới rồi, bên trong mời. Ê, người biết chúng ta hả? Thì Phật gia nó đùa rồi, Phật gia trên núi, tiêu tử làm giáo quen biết chứ. Chắc gì Phật gia muốn uống rượu trước hay là ăn chén cơm lót dạ rồi mới uống? Thích nhắm rượu bằng thịt gà, vịt, tôm, cá hay là thịt trâu dê? A-di-đà Phật, tội lỗi. Người xuất gia, cài sát sanh, cài rượu thịt, cho một chén cháo và củ khoai là đủ rồi. Được rồi, đến ngay đi. Nhanh lên nha. Đây mới giống hòa thượng đó. Nếu không, thiên hạ đã đại loạn rồi. Đúng rồi, thật giả lẫn lộn. Đây cũng không có gì lạ. Nào, mời. Hôm nay làm sao vậy? Người nào người nấy đều mù hết rồi. Bỏ đi. Hôm nay còn có chính sự phải làm đó. Các người thật sự ăn chay hả? Không có gọi chút... Người lải nhải gì vậy? Người xuất gia uống rượu ăn thịt, bị đọa vào đạo súc sanh đó. Người chửi ăn đồ hòa thượng quan không có mắt chạy đến núi Kê Túc ta làm bồ sao? Cút mau. Nè ân huynh, đợi đã, đừng vội. Lão hòa thượng này tôi không phải tầm thường đâu. Tiểu nhị, chân bàn của người có phải đã đóng đinh rồi không? A Di Đà Phật, hai vị thí chủ chắc là thường trú núi Kề Túc. Vậy thì sao? Bần nạp hành khước đến đây là định ngày mai lên núi lễ Phật. Nếu lúc nãy có gì mạo phạm, xin hãy từ bi bỏ qua cho. Đây mới giống là câu nói của người đó. Tiểu hòa thượng,
Sau này lăn lộn trong Phật môn á, phải biết quy tắc một chút. Ngươi cũng phải biết đây là địa bàn của ai chứ. Ta lại không phải hòa thượng, ta đâu có xuất gia. Cái này mới rồi nghe. Cạo trọc độc không phải là tiểu hòa thượng, hòa thượng á lại không cạo đầu. Ta thấy hôm nay các người cố ý chống đối với chúng ta đó, đúng không? Đều là Phật gia, đều là Phật gia. Có gì từ từ nói đi. Hôm nay nể mặt tiểu nhị quán này, ông không tính toán với các người, còn không quỳ lại các ông ba lại nữa. Quỳ lại. Bỏ đi. Hai vị sư huynh còn chính sự phải làm đó. Hôm nay tha cho các ngươi một mạng, đừng để bọn ta trên núi nhìn thấy tổ tử ngươi. Đi. Phật gia, đi thông thả nha. Ăn mau đi, lát nữa còn phải lên đường. Chúng ta đi thôi. Tiểu nhị. Dạ. Tính tiền. Tiền cơm nước của vị pháp sư kia tính luôn cho ta. Ngoài ra cho ta thêm 2 phần đồ chay nữa. Dạ được. Đi thôi. Sư phụ, vỏ khoai lang đắng lắm á. Không quên nỗi khổ của nông dân, luôn nghĩ tới ân Phật tổ. Trong lòng không đắng thì đâu thấy đắng. Phật gia, đồ chai này á là vì khách quan lúc nãy đã gọi cho ông đó. A Di Đà Phật. Đừng gõ nữa, ta đưa đây. Dạ đây. A Di Đà Phật, thí chủ công đức vô lượng, nhưng mà ba lượng thì ba lượng, ta đưa. Đây Phật gia, ta chuẩn bị sẵn rồi. Dạ đây. Sư phụ, đây đâu phải là quá duyên, rõ ràng là cướp tiền mà. Tiểu sư phụ à, tiểu sư phụ, nó nhỏ thôi. Phật gia trên núi này á, người bình thường không chống đối nổi đâu. Vậy hòa thượng chủ trì trên núi này bây giờ là vị nào? Xung Thiện Đại Pháp Sư. Nhưng bây giờ rất ít người gặp ông ấy. Chỉ biết thuộc hạ của ông ấy có Tứ Đại Kim Cang. Cái tên cầm mỏ sắt kia biệt hiệu là Vũ Trạng Nguyên, là tam sư huynh. Nghe nói võ công rất giỏi. Tên gầy kia là tứ sư huynh, biệt hiệu là Quỷ Kiến Sầu, dùng tràng hạt sắt ném vật bách pháp bách chúng. Còn có một đại sư huynh mập mạp gọi là Tiếu Di Lạc. Nhị sư huynh đầy tài kinh luân, biệt hiệu là Văn Tú Tài. Pháp danh của Tứ Đại Kim Cang này lần lượt là Tâm Địa, Tâm Thủy, Tâm Quả, Tâm Phong. Địa Thủy Phong Quả là tứ đại trong Phật giáo, không hay bất không phải xem kiến giải của từng người. Đã lâu không đến núi Kề Túc rồi, không biết các sư phụ trên núi tu hành như thế nào hả? Tôi thấy hòa thượng ông á không giống hòa thượng khác, nên mới nói thêm với ông vài câu. Núi Kề Túc này á, ông đừng có đi nữa. Tu hành cái gì chứ? Cái tên gõ mỏ sắt quá duyên lúc nãy á, gõ một cái á, chính là 1 lượng bạc, 2 cái á, là 2 lượng bạc. Nếu mà đưa chậm á, hắn sẽ liên tiếp gõ 3 lần, 5 lần, ai mà chịu nổi? Hả? Quá duyên, chính là để người ta cam tâm tình nguyện mà. Nếu là ta không đưa đâu. Người ta mà không đưa hả? Không đưa cho hắn, hắn sẽ ở trước cổng người gõ đến mấy giờ liền. Vậy còn làm ăn gì nữa chứ? Người nói, mọi người đều muốn thì một chuyện chỉ bằng mất một chuyện. Hơn nữa, gần đây ở Tân Xuyên xuất hiện một loại bệnh phổ biến kỳ lạ, bây giờ đã chết rất nhiều người rồi đó. Họ nói quá duyên là để cử hành đại pháp hội tiêu tai diên thọ cái gì đó, ai không muốn của đi thay người chứ. Bệnh này có triệu chứng gì không? Lúc nóng lúc lạnh, toàn thân run rẩy, hôn mê, nói nhảm. Sau đó đại pháp sư nói người Tân Xuyên chúng tôi không thành tâm cúng Phật, đây là nghiệp chướng, bây giờ khiến mọi người đều sợ hãi. Trong huyện thành này có quầy thuốc không? Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng.
tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Con à, con không thể chết. Con hãy tội nghiệp, tội nghiệp cái trang què này. Ông nội con nói, ta là khắc tinh, ta đã khắc chết bà nội con. Mẹ con lại mất tích. Lần này chắc chắn đến lượt con rồi. Ngày mai là họ sẽ dùng lửa đốt con rồi. Nếu không có con, ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Con ơi, con tỉnh lại đi. A Di Đà Phật. Đại sư, đại sư, đại sư, để cho ta xem qua. Sao rồi đại sư? Đứa trẻ này không có chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Thầy không đại sư, xin ngài phát tường binh xuống lấy con trai tôi. Mộng Linh à, dạ. Người lập tức bàn gói thuốc này, đem đi sắc, lộ cho nó uống. Cứ hai canh giờ cho uống một lần. Nếu đứa trẻ tỉnh lại, người mang gói thuốc này đem đi sắc rồi cho nó uống. Đại sư, nó đúng là có thể tỉnh lại sao? Nếu mà đứa trẻ không đáng một việc, chậm nhất sáng sớm mai sẽ tỉnh lại thôi. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, đại từ đại bi, đa tạ đại sư, đại từ đại bi, đa tạ đại sư, đại từ đại bi. Khi được nhìn mặt lần cuối, người đã như vậy rồi. Đứng như là tội nhân, không còn mặt mũi đi gặp người. Nếu có kiếp sau, con nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ người và người mẹ mạng khổ của con. Chỉ là sợ con khi xuống địa ngục, mẹ đi rồi, người cũng đi rồi. Được để trong miệng nghe nói, tuy nhiên khổ mạng của con cũng đã đi rồi. Đây đều là miệng tội của con liên lụy các người. Con biết con sai rồi, nhưng mà con không có cách nào rút ra được. Cha, mẹ, nếu như chỉ đành đợi đến lúc xuống cửu tuyền, chịu tội tiếp với các người. Sư phụ, đứa trẻ đó bị bệnh gì vậy? Là sốt rét. Thuốc thầy bốc có chữa được cho nó không? Ta không biết. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm, trước mắt vẫn chưa có thuốc đặc hiệu gì. Mấy năm trước, trên đường ta đến Ấn Độ hành hương Phật tích, đã gặp được một vị ẩn sĩ. Xin ông ấy phương thuốc này, cũng không biết được hay là không được. Chỉ cầu Phật từ bi phù hộ. Sư phụ, người ở đây cũng thật ngu muội. Làm gì có người chưa đứt hơi đã muốn quả táng rồi. Dân Nam trước đây không có tập tục quả táng, e là do sư phụ ở trên núi sợ bị truyền nhiễm mới ra hạ sách này. Thế, sư phụ, ở đây có cái tài nải. Ai làm rơi vậy ta? Còn có ngân lượng trang sức nữa. Sư phụ, mình phát tài rồi. Mộng Linh à, đồ người khác đánh rơi không thể xem là của mình. Ê, con người nhảy xong kìa. Sư phụ, đại tẩu à, đã tối gì rồi, sao người còn đi đường một mình vậy?
Lúc trưa quán cơm không phải có hai hòa thượng đi cùng với tẩu sao? Ngọc Linh à, đi nhặt thêm chút củi khô qua đây. Dạ. Sư chủ, đã có nhân duyên sâu đậm với cửa Phật rồi, hà tất phải dùng tự tử để tránh né đau khổ và phiền não? Đại sư phụ, người đã thấy đi ngục dư, có phải là rất kinh khủng không? Sự kinh khủng trong nội tâm còn đáng sợ hơn kinh khủng ở địa ngục. Sám hối sẽ giúp tiêu nghiệp. Ta ngày nào cũng sám hối. Tội tộc tâm khởi, tương tâm sám, tâm dược diệt thời, tội diệt vong. Tâm diệt tội vong, chuyển cầu không. Thì tắc danh di chân sám hối. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo ương mới. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nếu lúc tử đại sư không cứu ta, có lẽ ta đã đến bên bờ rồi. Không, đó không phải là bờ, đó là vực thẳm. Người chết rồi không thể là họ. Ây mũi, mũi, ây mũi, muốn hết cũng không hết được rồi. Đại sư phụ, cháu xin ông một việc. Sáng mai ở ngoài ô thành Tây, một đứa bé trai bệnh chết phải quả tang. Xin ông tin tưởng tin siêu độ cho đứa trẻ đó. Hy vọng nó sắp sau có được một chút gì. Có phải đứa bé trai nhà người què gì không? Sư phụ tôi nói nó không chết, còn cho nó uống thuốc nữa. Sáng mai sẽ chúng lại đó. Bộ tác sông phải nhận của y mười một lạy. Mau đứng dậy, mau đứng dậy đi. Ta không phải bộ tác sông. Sống chết phải xem tạo hóa của đứa trẻ. Ông nội của đứa trẻ này rất cố chấp, mê tín. Không biết là sáng mai đứa trẻ này có phải con trai của tẩu không? Ta hứa với cô đi xem sao. Thí chủ à, nhân sinh hiếm có, sống có thể làm rất nhiều việc thiện. Những việc này có thể giúp người tiêu trừ nghiệp tội, tuyệt đối không được tự tử. Khi muội đã ghi nhớ lời đại sư, khi vậy rồi các người sẽ ở đâu? Các người diễn trên núi Kê Túc, đừng có phải tăng lên nơi khác nghỉ chân đâu. Lão nạp đã quen rồi, gặp sao vui vậy thôi. Ê muội, ê muội, muội ở đâu? Người ở đâu? Ê muội, người ở đâu vậy? A Di Đà Phật. Ê muội. Ê mũi, người ở đâu? Ây da, sao giờ mới đến hả? Chúng ta đã giúp thiên môn đại ngươi một giờ rồi đó. Ngươi sao vậy? Không cẩn thận bị té xuống sông. Nếu người có mệnh hệ gì á, chúng tôi làm sao ăn nói với đại pháp sư đây? Không sao đâu, về chùa đi. Ngươi về rồi à? Về rồi thì tốt. Ở trong thành không ai nhận ra ngươi chứ? Không có. Việc cha ngươi đã thu xếp xong chưa? Đã nhận người mai táng rồi. Nhập thổ bình an là tốt. Đời người có đến có đi, có sinh có tử. Người thân hợp tan cũng là duyên phận. Duyên đến thì hợp, duyên hết thì tan. Lúc đến hoan hỷ, lúc đi bi thương. Đời người ai chẳng như vậy. Không có gì phải bi thương. Đi đi, đi về thành thất của ngươi, bế môn tu hành đi. Thời gian này ngươi đừng xuất đầu lộ diện nữa. Sư phụ,
Hôm nay các chùa tỉnh núi tổng cộng tiền hương quả thu được 20 lượng bạc, thu nhập Phật sự 30 lượng bạc, tâm sư đệ và tứ sư đệ quá duyên được 20 lượng bạc, tổng cộng 70 lượng đã nhập đủ vào khố. Tốt lắm. Hôm nay trên núi có một thôn dân nhiễm bệnh, có hai người đã chết rồi. Phải nhanh chóng thu xếp quả táng. Pháp hội chuẩn bị đến đâu rồi? Chậm nhất 3 ngày sau có thể cử hành. Cháu trai của Kiều Mày Lưu, chủ phường Tây Đông Nguyên Thành đã chết rồi. Ngày mai quả táng, ông ta đưa ngân lượng rồi. Người xem sắp xếp mấy người đi làm phận sự ạ. 3-4 người là đủ rồi. Dạ. Như núi có một quả thượng hành cước đến, tới ngày mai muốn lên núi hành hương. Chuyện như vậy cũng phải bẩm báo ta sao? Con thấy hòa thượng này không giống bình thường. Có danh tánh không? Con hỏi thăm rồi, tên là Hương Dân. Một lão hòa thượng lên núi hành hương gì? Ngày mai nếu hắn lên núi, con sẽ đánh đuổi hắn về. Ta có nói đánh không? Phải dục trí não, không được chỉ dựa vào hai cánh tay. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp nước, tôi không sợ cát đá từng từng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Dạ. Nói bậy nè, hôm qua ngươi nói là chưa dứt hơi, còn nghe thôi lời của hòa thượng quan kia nữa. Nói sáng nay đứa trẻ sẽ tỉnh lại, xíu chút nữa là mất ngày làm giờ tốt rồi. Ta hỏi ngươi á, đứa trẻ tỉnh lại chưa? Ngươi nhanh lên đi. Hả? Không biết gì hết. Cha, không thể đốt được đâu. Cha, đợi thêm chút nữa đi cha. Cha, đợi thêm chút nữa đi cha. Sư phụ, mau đi, khoan. Con trai ơi, con trai, con trai tỉnh lại, con trai ơi, con trai tỉnh lại. Nè, thời gian đã đến, khởi quan ngay. Dạ, mau lên, khởi quan, mau, nhanh lên. Trời, khởi quan mau lên, nhanh lên. Không được đốt. Nó sống rồi. Hả? Nó sống rồi. Sư phụ, người xem, con của ông sống rồi. Con trai ta nó sống rồi. Đuối kê túc. Mời ghé xem. Vô xem đi. Sư phụ, chúng ta lên đó xem. Được rồi. Lão hòa thượng từ đâu đến? Lão đạo trưởng Trường An đến xin hỏi. Lên núi thắp hương. Dạ đúng vậy. Nộp tiền đi được. Nếu xem hãy đúng xem. Tiền hương quả người ta đều là để trong tổ công đức. Chúng tôi còn chưa lên núi, chưa thấy chùa nữa, sao nộp tiền rồi? Nộp thì không nộp, mỗi núi có quy tắc của mỗi núi. Không nộp thì đi. Đây. Dạ mời. Ê, có lão hòa thượng đến kìa. Lão hòa thượng, từ đâu đến vậy? Mừng lắm, từ Trường An. Qua bên kia đi, đừng cản bọn ta tham thiền.
Xin hỏi đây là thiền gì? Đây là thiền mạc dược. Nói với người tôi cũng không hiểu đâu. Đi 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 đi, mau tránh ra đi. Ê, bà tới rồi nè. Tới rồi. Tới tới tới. Ơi trời, sao kỳ vậy chứ? Hả? Sư phụ, con chó này đẹp thiệt. Cổ nó có đem một số tiền đồng. Lỗ thùng dừng tiếng dừng đụng nó. Quay lại đây. Đi. A Di Đà Phật. Mừng nạp từ núi Trung Nam đường xa đến đây. Là đường xa hay tâm xa? Trong tâm vô tướng, chân trời chính là gan tất. Nếu đã vô tướng, hà tất lên núi? Nếu không lên núi, sao biết vô tướng? Hay cho kẻ vô tướng? Vậy lão già đứng trước mặt ta là ai vậy? Là lão già trong nhãn người hay lão già trong tâm? Phi nhãn phi tâm phi xin vô A Di Đà Phật. Sư phụ, đây là làm gì vậy? Vị pháp sư này đang thi đố ta. Chúng ta đang vội, lôi thôi dáng làm gì? Không lâu thôi, chúng ta không lên được núi đâu. Pháp sư quả là lợi hại. Trưởng lão tuy thân hình cao lớn, chỉ là non lá quá nhỏ thôi. Non lá này tuy nhỏ, nhưng đại thiên thế giới toàn bộ đều nằm ở trong này. Khẩu đầu thiền chính là tài nghệ một. Thiền tông lấy vô thanh vô ngữ làm chuẩn giới cao nhất. Sư phụ, là ý gì vậy? Vị sư phụ này muốn làm dấu thì với ta. Không cần nói chuyện, ai không biết. Nè, ngươi đấu với ta một phen trước đi. Thắng được ta thì mới thi với sư phụ của ta. Khẩu khí người lớn quá. Nếu thua rồi, mời hai vị vĩnh viễn cùng được đặt chân đến núi Kê Túc một bước. Sư phụ, tin con đi. Còn lối thôi gì nữa? Đến đây. Xem bộ dạng của ngươi, ra hiệu cũng không ra được động tác gì lạ. Hỏi rất hay. Đây gọi là nhất duyên tướng, ý là tâm ngươi như thế nào? Đáp không sai, như biển lớn. Một thân thì sao? Thủ ngũ giới. Sự tử này không thể xem thường được. Xem ra hắn đã thấu được cốt yếu Phật pháp. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tam giới này tiểu tử hẳn chưa chắc biết. Dưới tầm mắt ta lợi hại. Có thể đơn giản như vậy giải thích được thâm ý Phật pháp. Lợi hại, lợi hại lắm. Đi đi. Mộng Linh à, là ai đã dạy con vậy? Lúc nãy từng động tác đều hàm chứa vô ngữ thiền cơ. Còn nói là thế nào đây? Sư phụ à, lúc nãy hòa thượng đó cũng không biết từ đâu biết được. Trước đây con từng bán qua bánh chiên đó. Hắn ra cháu nói bánh thịt người chắc là nhỏ như vậy ha. Lý nào là vậy? Vậy là con dùng tay vẽ một hình tròn lớn trả lời hắn. Lớn như vậy nè. Hắn lại hỏi bánh chiên của người một cái bao nhiêu tiền? Con nói năm đồng tiền. Sau đó hắn lại trả giá, nói ba đồng tiền bán không? Con sau đó làm mặt quỷ trả lời không bán. Hình như là hắn không có tiền cho nên bỏ đi rồi. Nhìn giống như biện luận Phật pháp cao thâm huyền ảo, thì ra là nhầm lẫn cho ông nọ cấm cầm bà kia. Hoàng đường, hoàng đường quá. Sư phụ à, sao hả? Con thắng rồi chứ? Con thắng rồi. Sư phụ, chúng ta có phải được lên núi rồi không? Đương nhiên rồi, có tiểu mộng lên người. Có gì mà không chiến thắng nổi. Đi thôi. Đi.
Ê, đứng lại, đứng lại. Muốn gì? A Di Đà Phật. Muốn đánh nhau hả? Đánh nhau à? Hôm nay chúng ta không đánh nhau, bọn ta đến để thì võ đây. Nếu không qua nổi ai của bọn ta, các người đừng hòng lên núi. Thi thì thi, ai sợ ai? Các ngươi được không? Xem ra sức tài của vị sư phụ này quả thật kinh người, có thể mang mỏ sắt nặng 200-300 cân này xoay như vòng trống, chỉ không biết có thể dùng đôi tay của mình nâng người mình lên hay không. Đây có khó gì? Biết ai không? Mộng Linh làm được hả? Sư phụ à, con không được đâu. Được, không phải chỉ dùng đôi tay nhấc người lên thôi sao? Cái này thì dễ quá rồi sư phụ. Thế nào hả? Tốt quá đi. Nhưng người biết cái này không? Cái này biết không? Cái này ta không biết, nhưng ta có thể ở ngoài 20 bước dùng đá ném trúng cái nón này. Mộng Linh, đây cũng gọi là bản lĩnh à? Đứa trẻ 3 tuổi cũng làm được đó. Nam